Các bác, chào mừng các bác đã quay trở lại với tôi. Thì các bác như các bác đã biết, tôi bị cận và không hiểu tại sao một ngày đẹp trời tôi đi ăn và tôi chắc chắn để quên cái kính ở chỗ quán ăn rồi. Tôi tìm cả nhà tôi không hề thấy cái kính đâu cả, và tôi đã phải sắm một cái kính cũ mới. Tại sao tôi nói là cũ mới? Vì tôi đã mua nó rất là lâu rồi và tôi không dùng vì nó còn mới nguyên. Đây, cái hộp như này này, đến cái hộp nó còn mất đi sự trong suốt của nó. Thì cái kính nó vẫn còn mới nguyên các bác ạ. Thực sự đây này, nó còn tem luôn này, nó chưa được sử dụng luôn. Và các bác biết gì không, khi tôi đeo lên, nhìn đi. Thực sự là cái kính này nó đã mua lâu rồi, xong bây giờ kiểu cái độ mắt của tôi đã tăng lên rồi. Đeo kính này tôi vẫn nhìn mọi thứ là rất là mờ mờ, và nó không hợp với khuôn mặt của tôi các bác ạ. Mới nhìn xem, nhìn đeo vào có mặt có trí thức không cơ chứ. Thực sự là quá tri thức so với mặt tôi. Xong rồi kiểu nó bị làm sao ấy. Cái kính cũ của tôi nó đang dễ thương bao nhiêu, nhìn sang kính này tôi thấy nó tù bấy nhiêu các bác ạ. Tôi hiểu ngày sau, ngày xưa tôi có thể mua cái kính ấy. Cái kính này không phải là đến quán thử rồi mua, mà cái kính này mua online. Tôi là chúa Shopee nên tôi hay mua online các bác ạ. Và quá thất vọng. Được cái là lúc tôi mua cái kính thì người ta tặng tôi cái này nè. Đây, cái chai này chai xịt kính. Thật sự nó quá thì diệu kỳ luôn. Tôi sẽ xịt thử cho các bác xem nhé. Chỉ cần mở kính ra nè, xong rồi xịt vào đây, xong rồi lấy cái khăn của người ta cho ấy, là xịn nhất, là kiểu nó không bị bám dính hay cái gì ấy, là xịn nhất. Còn nếu mà dùng khăn giấy ấy, nó sẽ bị cận cận rồi, cái vụn của khăn giấy nó sẽ để lại ấy. Còn nếu mà dùng khăn bình thường thì tôi cảm thấy nó không được sạch lắm. Và tôi thấy khăn này nó sweet nhất trong tất cả khăn lau. Đấy, xong mỗi lần lau nhá, đấy các bác thấy nó bóng choáng chưa? Rửa nó sang bóng luôn đấy. Nhưng mà nó vẫn xấu thôi mặt tôi. Tôi rất là buồn vì điều này. Và chắc là vài hôm nữa, một là tôi phải đi mua một cái len để lâu lâu đi ra ngoài tôi đeo vào. Hai là tôi phải mua một cái kính mới. Mà tôi đang tính cái len tôi mua ấy thì ra tầm cái 250 đến 300. Nhưng mà một cái kính mà tôi đã mua ấy thì cái góc nó không đáng kể, nó tầm cái 150-200 thôi. Nhưng mà cái kính này tôi thường mua cái loại 600.000 một đôi, một mắt. Thực sự là tôi nghĩ một cái kính đã dao động tầm cỡ 800.000 là tôi lại cảm thấy đau lòng, đau ví các bác ạ. Nên chắc là một thời gian tới tôi sẽ sống trong cuộc sống mù mờ ảo để tiết kiệm tiền. Vì sự ngu dốt tại sao lại vứt cái kính ở ngoài quán được chứ. Đó, thì video review về cái kính mới của tôi và câu chuyện về cái mất cái kính của tôi đến đây kết thúc. Rồi, bye bye các bác, hẹn các bác trong những video lần sau. Nếu như tôi có kính mới nha các bác nha, tôi sẽ lại làm một video review tiếp. Rồi, bye bye, hẹn gặp các bác trong những video tiếp theo.